Theo các chuyên gia y tế, việc kiểm soát dịch COVID-19 đạt được thành quả như hiện nay là nhờ vào hiệu quả của tiêm vaccine. Các nghiên cứu cho thấy mức độ miễn dịch suy giảm theo thời gian, cùng với đó là hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện, nên việc tiêm chủng mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 là rất quan trọng. Hiện ngành y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với các quận huyện đẩy nhanh việc tiêm chủng nhắc lại cho người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo thông báo từ hệ thống tiêm chủng, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến điểm tiêm chủng tại Bệnh viện Đà Nẵng để tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Đây là điểm tiêm được thiết lập để tiêm mũi 3, mũi 4 cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà và một số đối tượng khác. Ngoài điểm tiêm này, thì hiện nay ngành y tế đã phối hợp với các quận huyện để tổ chức nhiều điểm tiêm đến tận xã phường để đảm bảo việc tiêm chủng mũi nhắc lại, mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, tiêm liều cơ bản cho các lứa tuổi khác theo quy định, cũng như triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tôi đã tiêm 2 mũi và đã bị Covid rồi. Nhưng mà bây giờ do cái biến chủng mới nó tràn vào Việt Nam thì mình cũng thấy lo ngại và cái việc đi tiêm là cần thiết. Thành ra hôm nay tôi quyết định là đi đến trung tâm để tiêm mũi 3 để phòng tránh cho mình và cộng đồng. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đến nay độ bao phủ mũi 3 vaccine phòng COVID-19 ở lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên đạt 73%, tỷ lệ tiêm mũi 4 mới đạt 10,4% kế hoạch. Lý giải về điều này, ngành y tế và các địa phương cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó có phần nguyên nhân từ người dân khi dịch bệnh đã được kiểm soát nên tâm lý người dân chủ quan, nhất là nghĩ rằng mình đã nhiễm bệnh nên không cần tiêm nữa. Chính vì vậy, việc truyền thông nâng cao ý thức của người dân về tiêm chủng đang được đẩy mạnh. Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống website của quận, rồi hệ thống loa ở cơ sở di động của các phường, thông qua các tổ COVID cộng đồng với các địa phương, để làm sao đó cho những người mà nằm trong cái độ tuổi tiêm vaccine trong cái đợt này, người ta hiểu rõ được để mà các cái trách nhiệm cùng với chính quyền để thực hiện cái việc tiêm vaccine năm này đạt tỷ lệ cao nhất. Đối với hiện nay thì đối với cán bộ công chức của trung tâm quận Sơn Trà cũng như viên chức của các cơ quan đơn vị sự nghiệp, chúng tôi cũng đã tiếp tục vận động các cái thành phần và đối tượng tập trung ra để tham gia tiêm vaccine. Bộ Y tế cho biết hệ thống quản lý điều trị COVID-19 ghi nhận 52,8% số ca tử vong là chưa tiêm vaccine và chỉ có 7,3% đã tiêm mũi 3. Với những người tiêm mũi 4, hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong lên đến 76%. Cái hiệu lực bảo vệ, cái tính miễn dịch của vaccine phòng chống COVID-19 nó bị giảm đi, nó không còn được như trước nữa. Và như vậy thì chúng ta muốn có được cái miễn dịch mà nó tăng lên để đáp ứng được cái phòng bệnh thì chúng ta phải có cái việc tiêm nhắc lại. Thế và người ta cũng thấy rằng là sau khi tiêm nhắc lại thì cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine phòng chống COVID-19 nó tăng lên. Cái hiệu quả của tiêm vaccine mũi 3 là rất là quan trọng để phòng cái nguy cơ tử vong cho người mắc COVID-19. Tuy nhiên trong các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như là có nghiên cứu của Việt Nam chỉ cho thấy là kháng thể kháng SARS-CoV-2 đã giảm đáng kể sau khi tiêm mũi 3 là 15 tuần và cái đặc biệt là đối với biến chủng Omicron. Các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam, chỉ ra rằng kháng thể kháng SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Vì vậy, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là cần thiết, đặc biệt là mũi nhắc lại lần 2, tức là mũi 4, cho những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu và người làm việc tại các khu công nghiệp, nhất là trong bối cảnh biến thể mới BA.5 của Omicron có tốc độ lây lan nhanh đã xâm nhập vào nước ta.